các bạn muốn có nhiều năng lượng và có nhiều năng lượng tích cực, bình an và hạnh phúc, các bạn hãy lưu ý trồng cây này và cắm những cái cây này trên bàn thờ, dâng hiến một sự sống mãnh liệt. Tôi thấy nó dài quá, tôi quấn nó lại mà nó ra luôn cái mầm, ra luôn các cái mầm và nó. Cây này được người nhà Miến Điện họ rất quý, đặt tên nó là cái cây thành công thắng lợi, dịch tiếng Việt như vậy. Và sức sống của nó thì cực kỳ mãnh liệt, nó giống như cây sống đời của mình ấy, dễ, cực kỳ dễ sống. Sau này các bạn có điều kiện các bạn sẽ chiết nó ra, xong các bạn dâm vào đất. Khi nó dài, rễ nó dài ra, đây là tôi mới dâm sang bên này, tôi chiết được một cây. Khi mà các bạn rễ nó dài ra thì các bạn lấy, tức là mình cho vào một cái loại đất mà nó không có khó khăn khi mình nhấc nó ra, nhấc nó ra khỏi đất ấy, thì sau đó cái rễ của nó dài xuống, thì mình có thể hoàn toàn mình lấy cái cành mà có rễ đó, mình cắm vào cái lọ thủy tinh có nước trong vắt, thì mình để nó không bao giờ nó chết. Đấy, mới độc đáo và lạ lùng, giống như cây sống đời. Thì thấy nó dài có, tôi quấn nó lại thành một vòng tròn đấy. Thì cái này chắc là đến sang năm tôi sẽ chiết thêm 2-3 cành nữa và để phát triển nó. Chiết cả cái cành mà lần này nó tôi uốn cong thế này, sau một năm thì mình chiết thì nó khỏe mạnh hơn. Thì ước mơ của tôi là cái này sẽ phát triển ở Việt Nam mà chưa có một người nào người ta biết cái diệu dụng của nó để người ta phát triển nó. Thì tôi đã mang về từ mười mấy năm trước rồi, nhưng mà có những lúc trồng to bằng cổ tay rồi nhưng mà cũng không có điều kiện để chiết, để phát triển và để quảng bá cho ai hết. Em mang lên chùa trồng 2 cây to bằng cổ tay ấy, mà có cây cao 2-3 mét, cái trồng ở trong cái bồn như này thôi, cây cao ghê lắm, thế là cũng chết. Cứ đưa lên chùa là chả ai quan tâm. Thì chùa thì là quan tâm đến những cái vấn đề thiền với lại giải thoát. Cái cây cối trồng như này, một số chùa Bắc Tông thì quan tâm, chứ bên Nguyên Thủy người ta không để ý lắm. Cho nên là mình trồng xong là mình có thể cắt những cái cành này, mình dâm nó xong là mình cúng dường lên thì còn được.